Theo yêu cầu của tất cả các bạn thì ngày hôm nay mình đã tạo ra một cái kênh chuyên làm về vlog, trò đùa, ăn uống và phá phách. Thì ngay bây giờ các bạn hãy nhìn bên góc bên này sẽ có một cái kênh có tên là Thiện. Đó là cái kênh mới của mình. Thì cái kênh này mình sẽ làm về vlog, trò đùa, ăn uống và phá phách. Nói chung là những cái thứ mà mình thích mình sẽ đăng lên cái kênh đó. Còn cái kênh này thì mình vẫn quay video game mỗi ngày cho các bạn xem. Và nếu các bạn thích mình làm về vlog, trò đùa, ăn uống, phá phách thì ngay bây giờ các bạn hãy qua cái kênh Thiện này và đăng ký kênh. Cùng với đó là bấm vào cái chuông để nhận được những cái thông báo về video mới nhất của mình. Thì cái kênh đó mình đã đăng một cái video rồi. Và ngay bây giờ thì mình sẽ để cái đường link của cái video đó ở dưới phần mô tả và dưới phần comment. Các bạn hãy kéo xuống và bấm vào cái link đó. Cũng như cùng với đó là hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình, vì mình đã làm theo yêu cầu của bạn là tạo ra một kênh làm về vlog rồi nha. Nhớ ủng hộ mình nha các bạn. Mình thách các bạn có thể trả lời hết được những câu hỏi trong video ngày hôm nay mà không coi đáp án của mình giải mã. Là sao? Là khi mà mình đọc một câu hỏi lên thì các bạn phải bình luận ở bên dưới câu trả lời của câu hỏi đó. Nếu các bạn trả lời thành công thì các bạn là một người thông minh. Còn nếu các bạn không trả lời hoặc là trả lời sai thì các bạn là một thằng núp. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Let's go. Hãy trả lời câu hỏi này cho mình. Vui lòng mở cửa. Rồi đó, làm cách nào để mở được cánh cửa này? Bây giờ mình sẽ mở trước cho các bạn coi, nhưng các bạn hãy bình luận ở bên dưới cách làm cách nào để mở cái cửa này đi. Ok, cánh cửa này tất nhiên là không đơn giản mà mình mở cái là nó ra đâu. Các bạn hãy tập trung vào cái ổ khóa của nó. Thì mình thấy đây là một cánh cửa rất là bảo mật. Nó có những cái hàng số mật khẩu và nó có cả ổ khóa nữa, là hai lớp bảo mật. Và có một cái lớp cuối cùng ở dưới hình như là vân tay. Vậy là có 3 lớp bảo mật lận các bạn. 3 lớp bảo mật. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để mình có thể gọi là mở được. À, vân tay hả? Mình cũng có vân tay nè. Mình thử để cái vân tay mình vô coi coi là mình có mở được hay không nha các bạn. Thử coi. Ok, được hay không? Wow, quá đơn giản. Các bạn có trả lời được không? Chắc là không được rồi đúng không? Mình quá pro. Vân tay ở đây nè, chỉ cần mở vân tay được. Màu nào bị thiếu trong các màu cầu vồng? Cầu vồng là có gì ta? Xanh, đỏ, tím, vàng, cam có không ta? Màu nào thiếu ta? À, hình như là cái màu hồng này không có thì phải. Khoan, xanh, đỏ, tím, vàng. Ok, cầu vồng thì mình không nhớ là nó sẽ có những cái màu như thế nào đấy. Ok, để mình tí mình lên mạng mình coi coi là cái màu nào nó thiếu nha. Wow, bây giờ mình đang tham khảo ở trên mạng nè, để coi coi là cầu vồng có mấy màu. Thì cầu vồng có 7 màu đúng không? Ai ai cũng biết rồi, nhưng mà màu gì thì chắc chắn các bạn không nhớ. Đầu tiên là màu đỏ, tiếp theo là màu vàng, sau đó là màu xanh lá, rồi đến xanh dương. Là xanh dương mà xanh dương lợt á, rồi xanh dương đậm với lại màu tím. Ở trong đây chúng ta có tất cả các màu đó rồi, nhưng thiếu một màu, đó là màu cam. Trời ạ. Màu cam bây giờ kiếm ở đâu? Theo mình nghĩ là mình sẽ phải kết hợp những cái màu này lại. Đó, nó sẽ ra màu cam cho mình. Nhưng mà mình đang kết hợp thì mình chưa thấy là nó sẽ ra màu cam cho mình. What the hell? Màu đỏ với màu vàng coi. Oh, màu đỏ với màu vàng sẽ ra màu cam. Vậy là các bạn hãy nhớ nha, 7 sắc cầu vồng sẽ có là màu đỏ, vàng, cam, xanh lá, xanh dương, xanh lợt, xanh dương lợt, rồi màu tím. Đó, 7 màu. Rồi, thắp sáng lên nào. Thắp cái gì đây? Thắp cái đèn hả? Vậy đúng không? Trời ơi, đơn giản, cái này mình nhìn vô mình cũng biết nữa. Ok, cùng câu hỏi, hãy làm cho tất cả chai nước giống nhau. Hãy làm cho chai nước này giống nhau hả? Ok. Khoan, tất nhiên là mình phải làm được cái gì đó rồi chứ. Giống nhau, vậy bây giờ mình nghiêng coi. Ôi giời, đổ hết nước ra ngoài là giống nhau thôi chứ có gì đâu. Trời ơi, quá dễ. Số nào đang ở dưới túi của bạn? Ở dưới cái túi hả? Số 9, trời ơi, cái này đùa chắc. Trời ơi, đùa chắc. Sao mà easy vậy? Các bạn, ồ quên, nãy giờ các bạn có trả lời được chưa? Trả lời được thì chúc mừng các bạn là một người thông minh. Còn chưa trả lời được thì các bạn là một thằng núp. Các bạn thấy không, mình trả lời nó ghi là thiên tài nè. Mình đúng là thiên tài, tài thiên đó. Cho nó ăn bằng xương. Cho nó ăn bằng xương là sao? Chó nó ăn bằng xương hay là cho nó ăn bằng xương? Đây, ăn đi. Không đúng à. Khoan, phải kết hợp cái gì đó lại đây nè. Tất nhiên là phải có gì đó. Cho nó ăn bằng xương. Bằng xương là bằng là sao? Ok, tất nhiên là mấy cái này nó phải có cái gì đó liên quan tới nhau rồi. Chúng ta phải cứ bình tĩnh. Ở đây thì mình chỉ thấy là cái đùi gà là có cục xương thôi, nhưng mà cho nó ăn thì vẫn không được. Cho nó ăn bằng xương để mình di chuyển coi nó được cái gì nữa hay không. Wait, khoan. Mình di chuyển được chữ xương nè.
chẳng lẽ nó ăn cục xương, chẳng lẽ nó ăn cái chữ xương này. Quá đúng luôn kìa, tôi nghĩ chó thích thịt hơn. Đúng rồi, chó nó ăn thịt hơn là ăn xương đấy. Rồi, nhấp vào nút kế tiếp để... What? Mình kéo được hai cái chữ luôn kìa. À, nhắm vào đây đúng không? Úi giời, trời ơi, lừa vô. Hãy nghĩ khác, có gì đâu mà nghĩ, chỉ cần nhìn là thấy. Hãy đánh thức đứa trẻ. What? Con nhỏ này nó ngủ hả? Giờ sao đánh thức nó hả? À, bịt muối, bịt như nào? Là nó hết thở rồi, thử coi. Mày hả con? Thở đi. Ơ, nó vẫn thở được kìa. What the hell? Cái gì vậy? Đâu bịt mũi lại coi. À, bịt được rồi, mày thì nín thở hả con? Đừng làm việc đó với bất kỳ đứa trẻ nào ngoài đời. Chính xác, chúng ta không nên là gọi là ở ngoài đời á, chúng ta không nên bịt mũi những đứa trẻ nào mà khi nó đang ngủ hay làm gì đó, không nên làm nha. Cái này chỉ là câu đố thôi, đó là game câu đố thôi nha, đừng nên làm theo đó. Người ta có khuyến cáo rồi đó nha. Hãy tìm một con vịt vàng. Con vịt vàng là con vịt nào? What, cái này sao đây? À, cái này hình như là chơi cái chiêu, có cái chiêu hay sao á, có chiêu lùa qua lùa lại hay sao nè, nó tạo ra con vịt nè. Sao rồi, nãy giờ các bạn có trả lời được cái câu hỏi này chưa? Hãy tìm một con vịt vàng. Câu này hình như mình nhớ mình đã gặp rồi á, đã từng gặp tương tự giống giống vậy, nhưng mà mình nãy giờ mình di chuyển rất là nhiều và mình không thấy được một cái gì hết ở đây hết. Quế, đó thấy chưa, mình biết ngay mà. Đấy, khi mà mình di chuyển vậy nè là nó sẽ giấu con vịt ở đâu đó. Mình nhớ mình đã từng gặp câu này rồi. Các bạn thì sao, trả lời chính xác chưa? Nãy giờ có trả lời chưa? Ok, có thể màn hình điện thoại của bạn không đủ to. Chính xác, nhấp vào ảnh này 10 lần sau đó nhấn vào nút qua để qua màn. Wow, cái này chắc chắn nó sẽ cho mình. Các bạn nhìn này nha, từ rồi ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ê, nó không qua 8 kìa. 8, 9, 10, qua. Ủa, sao không được ta? Nhấp vào hình này 10 lần sau đó nhấn nút qua. 2, khoan từ, có di chuyển được cái gì không? 3, 4, 5, không, nó không cho, cái này nó không cho nhấn nút qua trên đây. Nút qua ở trên đây, nhấn nút qua từ, hình như là nó có cho hay gì đó. 11 lần, 12 lần, 13 lần, 10, hồi nãy mình bấm 10 lần đúng không? Mình bấm 10 lần chính xác luôn, nhưng mà nó không cho mình qua. Mình biết ngay nó sẽ cho mình mà. Tất nhiên là nó phải làm, mình phải làm được cái gì đó ở đây rồi. Sao mình không di chuyển được cái gì ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nút qua ở trên đây mình bấm không được nè. Mình tưởng là nó sẽ giấu cái nút qua ở trên đây nè đó, nút qua để qua màn á, thì mình nhấn không được. Nhưng mà mình bấm nút qua dưới đây thì không chính xác. Wow. Công bộ nha, công bộ là hơi bị chon rồi đó nha. Bạn nào giải được câu này rồi, chúc mừng các bạn nha. Mình chưa giải được nữa. Đậu bỏ. Nếu mà bạn giải được thì chúc mừng các bạn. Thật sự luôn á, con này nó rất là chon mình. 1 qua không được, 2 qua không được, 3 qua không được, 4 coi như thế nào, 5, 6, 7, 7 qua không được, 8 coi được không? Cái này phải dò thôi chứ bây giờ khó hiểu quá. Rồi, 9 coi được không? Ê, con số đó không bình thường. Ủa, mình nhấp vô nó 9 lần, sau đó mình bấm nút qua là 1. Oh, wow, cái đó hay các bạn. Mình bấm vô đó 9 lần, sau đó mình bấm nút qua nữa là 10 lần rồi. Trời ơi, thì mình không nghĩ ra luôn á. Làm thế nào một con kiến có thể đánh thắng một con voi? Wow, câu này hay nè. Làm sao để kiến đánh thắng một con voi các bạn? Các bạn có thể biết được á, là con kiến á, nó có thể đánh được con voi nha bạn, đánh thắng được con voi luôn á. Nhưng mà ở đây tất nhiên là nó sẽ không có gọi là, nó hỏi mình mà, mình phải làm sao đó để có thể đánh thắng được. Bây giờ con kiến, con voi thì nó bự gấp mấy lần con kiến rồi, ai cũng biết. Ê, hay mình thu nhỏ con voi được không? Thu nhỏ lại coi. Ê, không được, đậu phộng nó giờ sao ta? Thu nhỏ con voi không được. Thì mình... Ê, mình biến con kiến bự lên coi được không? Quay, con kiến bự lên là đánh thắng được con voi thôi mà. Câu này chắc chắn là ít bạn trả lời được lắm đúng không? Kích thước nhỏ, tham vọng lớn. Câu trả lời đúng là gì? Câu trả lời đúng là gì? Câu trả lời đúng là gì các bạn? 11 cộng cho 22 là bao nhiêu? Nè. 11 cộng cho 22 là bao nhiêu? 34 hả? Hay là 32? Hay là câu C? Không đúng, câu A, câu B không đúng. Wow, cái này đáp án nào là đúng đó các bạn? Câu trả lời đúng là gì? 11 cộng cho 22 là 33, nhưng mà đáp án nó không có ở đây. Không có một cái đáp án nào ở đây hết á. Nó lừa mình. Lắc vào được không?
lắc coi lắc sợ nó bay cái điện thoại luôn rồi chết luôn á. Đang lắc lắc nó bay điện thoại chết luôn các bạn. Ok, 11 cộng cho 22 là 33 đúng không? Nhưng mà ở đây mình thấy là không có số 33 mà nó chỉ có số 32 nè, 34 nè, với lại 1122 nè. Và nó không có cho mình dịch chuyển một bất cứ cái gì hết. Cái mục đích ở đây á là chúng ta phải tìm được cái đáp án của nó. Mà đáp án của nó là 11 cộng cho 22 là 33. Mà 33 ở đâu? Cái này có 32, 34 à. What? Mình thấy có gì lạ lạ ở đây mà mình lấy không được. Tức thiệt. Ê. Đố các bạn mình đã chơi tới màn bao nhiêu rồi? Đó là màn 33. Cái đầu vòng cái màn chơi nằm ở trên nãy giờ mình không để ý luôn. Nó số 33 kìa. Trời ơi. Đúng là tất cả cái gì các bạn cũng phải quan sát được. Phải quan sát hết rồi mới trả lời. Một bài toán dễ đúng không? Ok, đúng, dễ thiệt mà. Ai cũng trả lời được. Làm khô cái váy này nhanh lên. Một cái váy đang bị ướt và mình có thể di chuyển được cái váy. Ui giời ơi, tới mặt trời là nó khô chứ đúng không? Đúng không ta? Làm khô nè. Vũ đi. Trời ơi, không phải để mặt trời mà vũ là khô. Tôi nên mua một cái máy sấy mới. Hãy mở hộp, mở ra, mở chiếc hộp ra. Mở cái hộp ra nè con. Nhấp lại nè. Lắc nè. Hãy mở hộp. Mở hộp. Rồi xong, đến là một cái câu gọi là hách não. Hãy mở hộp. Tất nhiên là nó phải có cách nào đó rồi đúng không? Lắc là không được rồi đó. Come on, mở đi. Mở đi. Bạn ơi, các bạn ơi, trả lời về mình câu này ở dưới phần bình luận nha. Nếu không, nếu trả lời được là chúc mừng các bạn luôn. Các bạn đúng là thông minh luôn á. Tất nhiên là phải có gì đó rồi. Ok. What? Oh man. Mình lấy hai cái tay nè. Mình mở nhẹ cái nó ra luôn. What? Là sao? Chả hiểu được. Hãy tạo một hình chữ nhật bằng những hình sau. Ở đây chúng ta có một cái hình như là đám mây nè. Một cái hình vuông, một cái hình tam giác. Và một cái hình này là hình gì quên mất tiêu. Hình như hình lục giác hả? Không nhớ, mình không biết nữa. Rồi bây giờ thì làm. Ui trời, cái này dễ nè các bạn nhìn nè. Cái này mình cắt cái phần tam giác đi là nó sẽ ra hình chữ nhật nè. Đấy. Có gì đâu. Bạn thông minh quá. Cái nào không ăn được? Đố các bạn, ở đây có dưa hấu nè, trái chuối nè, trái bí nè, trái táo nè, bốn trái này. Trái nào không ăn được? Hỏi. Cái nào không ăn được chứ không phải là trái nào không ăn được nha. Trời ơi, cái này dễ quá trời quá đất luôn. Ok, cái dĩa nè. Ấy, có cái dĩa là không ăn được chứ có gì đâu. Rất tốt, easy game. Hãy tạo một ngọn lửa. Ok, đây là cái cách gọi là đánh lửa ngày xưa đó các bạn. Chúng ta phải làm gì đó để có thể đánh lửa được. Thử lấy cái búa này đập được không? Cha. Tất nhiên rồi, cái búa làm sao mà đánh lửa được? Hay là cái kéo? Cái kéo chả liên quan gì cái cây này. Cái cây này cũng có gọi là tìm. Cái này là cái kim hả? Cái này là cái đầu bút mực hay gì đó. Theo mình nghĩ là cái búa này nó sẽ giúp cho mình đánh lửa được hơn. Ok, đánh lửa được không? Không được. Theo mình nhớ là người ta có một cách đánh lửa là sử dụng một cái cây, một cái nhọn á, với lại một cái bóng bùi nhùi á. Người ta chà vậy nè. Là khi mà nó nóng lên á, cái đống bùi nhùi đó sẽ bị bốc lửa lên và nó sẽ có lửa cho chúng ta. Vậy bây giờ mình chà thử coi được không? Chà. Không được. Ô được kìa. Được kìa. Wow, cái này các bạn phải có kiến thức nha. Ma sát sinh ra nhiệt, thấy chưa? Ma sát sinh ra nhiệt là khi các bạn chà, các bạn thử lấy cái tay nè. Các bạn chà thử vô da coi. Các bạn chà lâu ơi lâu các bạn sẽ thấy nó nóng lên. Đó, thì cái cách đánh lửa nó cũng giống như vậy. Rồi, câu tiếp theo. Hãy tìm quả chanh đặc biệt nhất. Quả chanh đặc biệt nhất. Đây là cây chanh đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ồ, 6 quả chanh. Và trái chanh nào đặc biệt nhất? Không có trái nào hết. Tất cả trái chanh này đều là những trái bình thường, không có gì đặc biệt. Chanh này ai cũng thấy rồi, chanh màu vàng các bạn. Ok, lắc rồi được không? Mày hả con. Một trái chanh rớt xuống rồi. Quá, trái chanh có chân, có tai, có mặt, có mũi. Là trái chanh đặc biệt đúng rồi. Tôi biết rồi, ha. Rồi, hãy tìm một vòng tròn. Một vòng tròn hả? Hãy tìm một vòng tròn. Vòng tròn trên đây nè, số 30 nè. Không đúng. Vòng tròn là cái nào? Mình không di chuyển được ta. Wow, mình không di chuyển được kìa. Một vòng tròn. Vòng tròn. Đấy, vòng tròn ở đây. Theo như mình thấy á, chữ O là có chữ O ở dưới cũng là hình tròn. Chữ vòng có chữ O cũng là hình tròn mà tại sao nó không tròn ta? Mình bấm vào không được chứ. Tất cả những hình tròn đây mình. Ủa? Cái gì vậy? Đó phải là vòng tròn nhỏ nhất. Ủa? Là sao? Khoan. Đó, vòng tròn là nào? Nó bấm vô cái chữ tròn nè, đúng mà. Trời ơi, cái dấu chấm. Cái dấu chấm là cái hình tròn nhỏ nhất. Đúng rồi, một dấu chấm nó y như nó cái hình tròn luôn, còn gì nữa. Trời ơi, vậy mà nó cũng
chơi mình được hay thì rồi, và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Nhớ rằng là xem quảng cáo, những quảng cáo nếu các bạn là fan chân chính nha, muốn ủng hộ mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.